mọi người, Hải Đăng Bơ đón chào quý vị đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh H7. Và chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và quý vị ơi, mọi người, mọi nhà đều biết chắc chắn rằng Trung Thu hãy đón chờ những điều ước trở thành hiện thực. Và chắc chắn những bữa ăn ngon bên cạnh gia đình, bạn bè, người thân sẽ mang lại những phút giây đoàn viên thật là thú vị. Bên cạnh đó đừng quên bật TV lên và đón chờ xem ai sẽ là nhân vật nghệ sĩ đặc biệt xuất hiện tại nơi đây. Tôi đang tưởng tượng với một cái màu áo rất là sặc sỡ và nó bơi giống như là một cái lồng đèn khổng lồ. Mà lồng đèn thì đón gì? Đón trăng, đón sao? Trên đó có ai? Có chú Cuội, chị Hằng ơi! Đây rồi, chị Hằng đây rồi, rất đáng yêu và dễ thương. Ủa, có em của chị Hằng nữa. Hai thỏ ngọc mới tuyển. À, rồi, hai bé đứng hai bên cho đẹp độ hình nè. À, kính thưa quý vị, chị Hằng xinh đẹp ngày hôm nay không ai khác, đó chính là nghệ sĩ Băng Di. Chào bạn. Wow, Băng Di đúng xinh đáng làm chị Hằng, nhưng mà có bao giờ bạn hóa trang thành một chị Hằng để giao lưu với các bé bao giờ chưa? Chưa, em chưa có cơ hội đó, mặc dù em rất là thích. Tại vì em nghĩ là cái nhan sắc của em nó quá đẹp quá để làm chị Hằng á anh. Ồ, em thuộc dạng như là hơn cả chị Hằng luôn rồi. Đúng rồi anh. Thái hậu tới đâu. Nên mọi người sợ là em làm đẹp quá thì các em sẽ sợ. Thấy đẹp quá sợ. Bữa nay đi làm chị Hằng bữa thử coi làm sao. Ừ. Mà hình như bữa nay chị Hằng lực lượng đông đảo quá. Đây là hai em Thỏ Ngọc mà em mới tuyển trên cung trăng xuống. Mời hai bạn giới thiệu về bản thân mình nào. Mời bạn. Dạ, em tên là Ngô Thị Cẩm Nhi và tên nghệ danh của em là Nini. Em đang là thực tập sinh của nhóm SEO Fourier. Còn bạn? Dạ, xin chào mọi người, em tên là Nguyễn Thị Thúy Nga, năm nay em 17 tuổi và em cũng là thực tập sinh của nhóm nhạc SEO Fourier. Trời, chắc mấy người đẹp có khu một hay sao, còn mấy người xấu xấu tôi làm chú Cuội, độc nhất vô nhị có một người. Thôi, nói chung ngày hôm nay em tới là em muốn, mục đích là em tặng cho anh cái lồng đèn nè. Đó, nãy giờ thấy anh nói rào trước đón sau là chắc cũng muốn lấy cái lồng đèn sao của em đâu? Rồi. Trời ơi, mấy chục năm trời không được chơi lồng đèn, tuy nhiên cầm được trong tay, thích quá đi. Lâu lắm rồi mới được cảm giác rước Trung Thu cùng với các bạn. Như vậy thì bữa ăn ngon ngày hôm nay dành tặng cho Băng Di sẽ là sao đây? Chờ đón xem hai thành viên trong nhóm nhạc SGO48, những thực tập sinh như các bạn, rất là trẻ tuổi nhưng mà biết nấu ăn hay không, xác nhận đi để Hoàng yên tâm nè. Bác. Dạ một chút. Cẩm Nhi là một chút. Dạ. Còn Thúy Nga? Dạ sương sương. Sương sương, một chút sương sương. Hy vọng là sẽ giúp cho Băng Di có đầy đủ sức khỏe nha, bình tĩnh có thể ra về nha. Đã, bây giờ chúng ta hãy khám phá khẩu vị ngôi sao của Băng Di với chiếc tủ lạnh đằng này. Xin mời các nhà. Đây, xin mời chị Hằng, Băng Di cùng với các fan hâm mộ của mình đón chờ xem bên trong tủ lạnh là cái gì để mình khám phá khẩu vị ngôi sao nhé. Mời mở tủ lạnh ra. Ok. Đây, wow, tiệc Trung Thu mà cũng thịnh soạn quá ta. Bên trong những số đồ ăn này có món nào mà Băng Di không thích ăn không? Gần đây thì em có một cái chế độ ăn nó cũng khác với mọi người, đó là em đã cắt đi cái ăn thịt rồi. Em không có ăn thịt nữa, thịt động vật em không có ăn. Tại sao? Em muốn chai tịnh hơn hay sao? Không phải muốn chai tịnh hơn, em thấy động vật này tội nghiệp thôi. Mọi người lưu ý vào đặc điểm này nhé. Chúng ta sẽ hạn chế những phần có liên quan tới thịt. Rồi, cảm ơn các bạn. Đóng tủ lạnh đây nè. Chị Hằng đã khác ngày xưa với khẩu vị của mình rồi. Ngày xưa đi ăn thì rõ ràng là Băng Di rất là dễ ăn. Yeah. Bởi vì nếu mình không dễ ăn, chậm trễ quay mất. Dạ đúng rồi. Còn bây cái giờ gì cũng ăn được á anh. Bây giờ thì khác. Ngoài thịt ra, bạn còn kiêng phần nào nữa không? Ăn thì em hạn chế ăn những cái món nào như chiên dầu mỡ. Em không ăn tại vì nó không có tốt cho sức khỏe. Hoặc là những cái món nào mà béo nhiều, có chất béo nhiều em cũng không ăn. Vậy tăng cường. Mập thì cũng không muốn quay phim được, nên là em phải hạn chế mấy cái đó. Vậy bạn tăng cường phần ăn nào nè? Em sẽ ăn nhiều rau củ và bây giờ thì em không ăn thịt thôi nhưng mà em vẫn ăn được hải sản. Thì em có thể ăn cá, tôm này kia. Còn về hương vị thì sao nào? Thí dụ là chua chua. Chua ngọt ngọt ok hơn okay. Là chua. Dạ. Ngọt không được không? Ngọt không thì hơi ngán. Hơi ngán hả? Chè, thích ăn chè không? Thích ăn chè nhưng mà lâu lâu ạ. Về vị đắng và cay. Dạ được được được. Được được dạ. Hết. Miễn là tốt cho sức dạ. khỏe. Chứ đắng như thuốc thì không có uống rồi. Không, cái đó là bay rồi. À, như vậy là chúng ta đã biết được một số hương vị yêu thích và hạn chế của bạn Băng Di. Và bây giờ xin mời hai thí sinh rất là trẻ tuổi ngày hôm nay di chuyển về bếp. Hai bạn nha, bạn Nhi trước đi. Bạn Nhi ấn tượng và yêu thích chị Băng Di như thế nào nào? Dạ, em rất là ấn tượng của chị Băng Di là qua vai diễn trong phim Gạo Nếp Gạo Tẻ ạ. Em thật sự rất là thích kiểu đại gia. Thần thái đúng không? Rất là tốt luôn á. Em hợp với mấy dài đó. Vậy ha. Nghèo nghèo không hợp với em sao á.
ý anh nói em là con người vật chất hả? Không phải sinh ra đã là wisdom rồi. Vậy hả? Còn với bạn Thúy Nga thì sao nào? Dạ em thì cũng giống như chị Nini là cũng ấn tượng với vai diễn của chị trong Gạo Nếp Gạo Tẻ. Nói chung thì em nên hướng tới cái mẫu người độc lập chứ đừng có hướng tới mẫu người giật chồng và phản diện. Má không có được. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Đó, hỏi thăm một chút xíu để hai bạn có thật nhiều năng lượng, lấy nguồn cảm hứng để mình tập trung nhớ lại những gì mà bạn Di vừa chia sẻ tại nơi tủ lạnh đằng kia với khẩu vị yêu thích của cô ấy. Các bạn chỉ có 60 giây thôi, lập tức chạy về khu vực trưng bày đằng này, từng lượt đi như vậy lấy là một món để đoán xem là món đó bạn Di có thích hay không. Chờ đoán xem ai được nhiều món mà bạn Di chọn lại thích nhiều hơn thì người đó sẽ có quyền ưu tiên chọn một trong hai nguyên liệu chính. Sẵn sàng nha, sẵn sàng nha. Đếm ngược đi em. 3 2 1 Hết giờ. Giỏi quá, hai bé Thỏ Ngọc đáng yêu giỏi quá. Rồi bây giờ chúng ta kiểm tra từng phần bếp. Bạn Di, em chọn phần bếp của bạn nào? Bạn Thúy Nga hay là bạn Cẩm Nhi? Em đang đứng bên đây thì em sẽ nhìn bên đây trước ha. Mời mọi người kiểm tra phần bếp của bạn Thúy Nga cha. Ở đây là em thấy là bạn Thúy Nga đã có 5 món ăn ở trên bàn nè. Anh nghĩ là như vậy đi. 1 2 3 4 5 6 6 gì nữa? Cam với táo, lỡ như em thích cam mà không thích táo hay là ngược lại thì sao? Trời ơi, em không ngờ luôn, con người quá tinh tế luôn á anh Hoàng. Anh thương người. Nhưng mà sự tinh tế đó không cần thiết luôn á. Không, dư thừa với em thôi nhưng mà nó đầy đủ với bạn này ha. Rồi quay trở lại với vấn đề ngày hôm nay là bây giờ cái món này là món tôm trứng muối nè. Đúng rồi. Thì chưa có ăn nhưng mà thật sự là em cũng rất là thích trứng muối. Thích, một món. Tiếp. Tiếp theo đây là sữa chua. Sữa chua thì đương nhiên là thích rồi, thấy cái gì đẹp là thích hết. Hai món. Này. Cái này là cá thác lát. Canh hủ qua cá thác lát thích luôn tại vì em rất là thích ăn khổ qua. Vậy là ai mang đắng được với vị dạ. Nhẹ vậy? Ghẹ. Ghẹ nhồi thịt. Thì em đã nói với anh rồi, ở trên đời không có món gì mà em ghét hết á. Nhưng ghẹ nhồi thịt nha. À, ghẹ nhồi thịt đó. Nha. Lật lên nè. Đó. Bây giờ thì em không có ăn nữa. Vậy là mình bỏ bớt qua món ghẹ nhồi thịt. Rồi bây giờ cái cuối cùng là trái cây thì đương nhiên là thích rồi tại vì ai cũng thích ăn trái cây hết. Nhưng mà táo với cam thì sao? Táo với cam em thích như nhau. Cả hai luôn. Cứ trái cây là em thích thôi. 3 + 2 bằng 5 món nha. Chúc mừng bạn. Dạ em nha. Cảm ơn ạ. Chờ đón xem người đồng đội của mình bên kia sao nào. Rồi, bây giờ. 1 2 3 4 5 6 món luôn. Trong 6 món này bằng gì thích mấy món? Hai cái trái cây với lại rau củ thì chắc chắn là em thích rồi. Đúng rồi. Bánh bèo cái này là bánh bèo không? Bánh bèo thì cái này là chả gì đây anh? Chả này là chả lụa đó. Chả lụa là làm từ thịt heo. Chả lụa từ thịt heo. Thì thôi cái này là món mà Di chưa thích nè. Tại vì trong đây nó vẫn có cái thành phần là thịt. Và món tôm này thì Di thích nè. Tại vì trong đây là hải sản thôi. Ghẹ Di cũng thích luôn. Nhưng mà có cái cá hồi này chắc là cá hồi tươi nha. Khi mà em nhìn cái cá hồi em mới nhớ. Nhớ sao? Em cũng không có ăn cá hồi luôn. Tại sao vậy? Nó là cá mà, nó phải là thịt. Cá hồi ăn rất là ngon, rất là bổ nhưng mà bây giờ người ta đánh bắt cá hồi rất là nhiều tới mức mà báo động. Lượng cá hồi nó không còn đủ cho các con cá voi nó ăn nữa. Vậy hả? Và bây giờ nó phải đi vào những cái khu vực biển gần bờ để mà nó tìm kiếm những con cá hồi để nó ăn và nó bị mắc cạn rất là nhiều. Cho nên là sau khi mà em biết cái tin đó là em không ăn cá hồi nữa. Chà, hay vậy ta. Hy vọng là cái thông điệp của em vừa sẽ lan tỏa đến mọi người để giúp cho chúng ta bảo tồn nhiều hơn để cân bằng lại cái hệ sinh thái, đặc biệt là cá hồi. Cảm ơn em nha. Thông tin rất là hữu ích đó. Thiệt. Có hai món em không thích nè, bốn cái còn lại là em thích. 6 - 2 còn 4 món cũng là một thành tích rất ấn tượng. Chúc mừng bạn nha, Cẩm Nhi. Yeah. Như vậy người có quyền ưu tiên lựa chọn nguyên liệu chính đó chính là Thúy Nga. Chúc mừng bạn. Quý vị ơi, đây là hai nguyên liệu chính ngày hôm nay. Một bên á là rong biển, một bên là đậu hũ non. Người đã giành được quyền ưu tiên lựa chọn đó chính là bạn Thúy Nga. Em bảo đen đúng không? Em chọn màu trắng. Em bảo đen mà em chọn màu trắng hả? Đậu hũ non. Lý do tại sao vậy? Dạ, em thấy nó tốt cho sức khỏe với lại nó có thể chế biến được nhiều món hơn so với món rong biển nên là em tự tin với món đậu hũ này. Cũng hợp lý. Bằng gì trao đậu hũ non với bạn chị Thúy Nga? Dạ, em cảm ơn chị ạ. Rồi, như vậy nghiễm nhiên cái phần rong biển này đã thuộc về bạn Cẩm Nhi. Rồi, của Nhi. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Nhi ơi, thấy cái phần này không biết là sở đoán hay sở trường của mình nha. Bạn thấy hồi hộp không? Dạ, rung sắp rớt. Để xuống em ạ. Nhà anh không có điều kiện nhiều như là đại gia bên đây. Mua có một phần đúng vậy thôi đó. Để lát mình làm đồ ăn. Nguyên liệu chính đã có rồi, nhưng nguyên liệu phụ chưa có. Chưa biết công thức chế biến như thế nào đây. Chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Tiếp sức thực phẩm.
Và bây giờ hãy sẵn sàng với bữa tiệc trung thu của mình với phần tiếp sức thực phẩm. Và bây giờ sẽ là phần tiết lộ ra những nguyên liệu phụ. Đề bài sẽ xuất hiện đằng sau lưng Băng Di. Người đẹp hãy cố gắng làm sao hiểu gợi ý của bạn Thúy Nga là người chơi đầu tiên. À, Thúy Nga nè, lưu ý, chúng ta được quyền sử dụng lời nói, hành động, miêu tả của mình, nhưng không được chạm vào từ khóa xuất hiện trên đáp án nha. Phạm quy là coi như là không hợp lệ. 60 giây để gợi ý, 30 giây tiếp theo chị Hằng bay cũng cần bay xuống chợ, đi chợ liền lấy những món mà mình vừa mới đoán trúng nhá. Cố gắng em áp lực quá anh ơi. Không sao, có chú cụi đây rồi nha. Chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. Khi mà mình ăn gà đét là mình có hai cái loại sốt là màu đỏ và màu cam, thì gà ớt hai từ tương ớt. Dạ dạ đúng rồi. Dạ, dạ, hay quá. Cái hồi nãy là cái món mà sốt kem với sốt trứng muối á, là cái nguyên liệu chính là gì chị? Tôm. Phạt. Tôm thẻ. Dạ dạ đúng rồi. Hay quá. Cái này là cái ớt mà cay cay mà khi mà mình ăn á nó đỏ đỏ mà người ta pha với dầu á, ớt xay mà pha với dầu á. Ớt sa tế. Hai từ thôi. Sa tế. Với lại cái nguyên liệu chính hồi nãy á, mà em mới nói chị mà chị vừa đoán từ trước á, cái con gì á chị, cái con gì mà hồi nãy là ba từ, ghép ba từ lại. Ghép lại. Trời ơi, em trả lời xong câu nào là em trả hết rồi. Qua. Phải nhớ. Khi mà mình nấu súp á, mình cho vô để cho nó kẹo lại á, là cái nguyên liệu chị gì chị? Một năng thôi. Dạ đúng rồi. Hay đúng quá, không? Thông minh quá. Xong rồi hồi nãy 2, khi mà chị đấy. 1, hết giờ, hết 60 giây rồi. 30 giây đi chợ nào. Bạn ráng nhớ nha, bằng gì phải nhớ toàn bộ những nguyên liệu mà nãy giờ bạn Thúy Nga đã cố gắng gợi ý rất là tốt, rất là đầy đủ, rất là nhiều thông tin. Quan trọng bây giờ trí nhớ của chị Hằng thôi. Ôi, một người chị của nhân gian đã sống hơn cả mấy ngàn năm rồi, liệu rằng trí nhớ còn tốt hay không? Chất xám sẽ được thể hiện qua phần ghi nhớ này. Và cố gắng lên. 3, 2, 1, hết giờ. Chúng ta kiểm tra lại đề bài xem bao nhiêu món hợp lệ nha. Đề bài đầu tiên, tường ớt. À, rất là thông minh. Tiếp theo, trời, tôm thẻ. Tôm thẻ có chưa? Dạ có rồi ạ. Có rồi, đây nè, uổng quá. Bạn đã đoán đúng sa tế luôn. Bạn đoán đúng tôm luôn. Nhưng mà Băng Di lại chưa ghép lại được cụm từ sa tế tôm, nên đáp án này vẫn chưa hợp lệ nha. Uổng quá. Tiếp tục nào. Nhưng mà em lỡ lấy nằm ở đây rồi. Nên vẫn chưa tính, lát nữa chúng tôi sẽ tình thuộc lại. Bột năng. Đó, thông minh, bỏ vô sánh ha. Dạ đúng rồi. Bột năng hợp lệ. Tương cà. Tới phần này thì coi như là mình đã hết giờ rồi. Mình mới đi lấy, như vậy là thiếu nguyên liệu phụ rồi. Trách nhiệm sẽ thuộc về người chị lớn, người chị mấy ngàn tuổi, chị Hằng nha. Lát nữa chị Hằng phải nhảy múa gì đó để phục vụ cung đình. Trời vậy luôn hả anh? Và bây giờ chờ đón xem thiên đình chúng ta sẽ được khuấy động ra sao với phần dự thi của bạn Cẩm Nhi. Vào chỗ này em. Cẩm Nhi rút kinh nghiệm. 3, 2, 1 bắt đầu. Chị ơi, cái này nó giống như cái hồi nãy em nói dưa leo á chị. Nhưng mà nó đẹp. Màu cam cam. Có thể uống được. Cà rốt. Dạ đúng rồi, giỏi. Hình tròn đập ra. Trứng hả? Trứng gà. Dạ đúng rồi. Giỏi. À, cái hồi nãy em nói dưa chuột. Rồi Phạm Quy dính chữ dưa. Dính chữ dưa. Chị ơi, cái gì mà nó có xù gì nè. Màu xanh, mù tàn hả? Không, nó là rau á chị. Mà cái nó bông nó xù. Salad. Đó, giỏi. Nấu gạo nấu ra thành là gì vậy? Năm. Bún hả? Bún. Gạo nấu ra thành món. Bún gạo. Hai, cháo một. Ăn bằng đũa. Hết giờ. Đi lấy đồ cưng. Không sao chứ. Đi lấy đồ chứ sao không bị phạt mà. Chị Hằng cố lên. Bây giờ mình tự tin với món nào mình lấy món đó. Nhanh chóng nào. Lần này đi gọn gàng hơn lần trước ha. Em có kinh nghiệm rồi. Rồi, chúc mừng các bạn. Chúng ta kiểm tra đáp án nào. Xin mời, đề bài. Cà rốt, có cà rốt. Tiếp theo, trứng gà rất thông minh. Có trứng gà chưa? Có rồi, hợp lệ. Đây, Phạm Quy uổng quá. Dường như mình rất tự tin cơ mà. Thật đáng tiếc khi Phạm Quy rồi. Tiếp tục, xà lách. Có xà lách chưa ạ? Có luôn. Trời ơi, gạo nấu hình cơm đúng không? Câu quen thuộc. Giờ gặp chị Hằng thì chở gạo nó hình cháo, rồi gạo nó hình bún. Như vậy chúng ta vẫn đang bị thiếu một số nguyên liệu phụ. Hai bạn, Thúy Nga và Cẩm Nhi hãy cứ yên tâm. Tất cả để chị lớn lo cho. Chị Hằng sẵn sàng bước vô hình phạt chưa? Gì vậy, em bị phạt gì nữa? Nghĩ xem trung thu mình phạt cái gì nè. Trời ơi, khó quá. Quý vị đừng chú kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại với hình phạt và chinh phục khẩu vị ngôi sao. Em không biết là hai cái thao này để làm cái gì. Để có hai sự lựa chọn. Một là bạn phải trả lời một loạt câu hỏi sau đây. Hai là uống hết đá và nước. Bạn chọn đi.
Trời, anh nghĩ sao mà em uống được cái này cái em chết luôn. Nhưng mà không, mình chọn cái một đi ha, cho nó lẹ. Cái một đi. Đơn giản lắm. Dạ. Bằng gì? Trên tay Hoàng chính là 5 lời bài hát. Dạ. Đoạn chút xíu à. Hoàng sẽ cố gắng là bằng cái chất giọng vàng ngọc của mình đọc ra những cái lời này. Ừ. Bạn phải đoán xem đó là bài hát tên gì, của ca sĩ hoặc nhóm nhạc nào thể hiện. À, bây giờ em sẽ làm gì với hai cái này? Ba bài hát đầu bạn sẽ đứng vào bên trong cái thào đá. Khi mà mình đoán trúng thì mình được quyền bước ra ngoài để nghỉ giải lao. Mà nếu ba mà không, bài hát đầu. Nếu mà đoán không được á là mình đứng nó hoài luôn á là lạnh lắm luôn nha, đá không à. Cái chậu thứ hai lý do tại sao có nước, nước đó là nước đá em ơi, nó lạnh còn hơn cái chậu bên đây nữa đó. Vậy còn hả? Tiếp xúc với da em nó còn cực mạnh hơn. Là hai câu cuối. 2 3. Lời bài hát như sau. Tình hờ chia đôi chẳng ai mà không xót, lòng em đau thì anh ơi, anh có bẻ rồi hát vậy luôn á hả? Cái này hậu quản hay cái lương gì đó là chuyên ca. Anh bẻ nó nghe chút xíu. Rồi anh tiếp đi, anh tiếp đi, anh tiếp đi để em nghe nè. Tình chia đôi chẳng ai mà không xót, lòng em đau thì anh cũng không được vui sướng. Đó. Anh không muốn mất công với em. Ủa em có được quay, quay, chưa, 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 quay, quay, quay. Ưng Hoàng Phúc với HAT. Rồi bước ra, bước rồi, ra, Hy là, Hy là. Lạnh thiệt. Ôi dồi, ôi dồi, lâu lâu được nhớ. Nè, tiếp nè, tiếp nè. Mới hôm qua, không ai nhớ khuôn mặt, chỉ một scandal. Thật bất ngờ, thật bất ngờ. Quay, quay, quay. Quên, quay. Chúc Nhân, Chúc Nhân. Tiếp nè, tiếp nè. Bước vô cái đầu này nè. Từng chiều, dòng chơi tháng ngày. Hả? Cái gì vậy ta? Cái gì? từng chiều lông cái này quen lắm nè, quen lắm, bài hát này lâu lắm rồi. Cái em gợi ý tiếp đi anh, lạnh quá nè. Có một chữ yêu, có một chữ yêu. Trời sao em quýu này, em quýu anh nhìn đâu vậy? Em lạnh, em lạnh, em lạnh, em quýu anh chịu đâu, chịu rồi, chịu bờ, chịu bờ. Biết yêu khi nào? Lạnh quá. Bây giờ xin mời em bước vào cấp độ 2. Khi mà em nhận lời tới tham gia chương trình này, em chỉ nghĩ là em rất là sung sướng. Đúng đúng, anh nhìn nữ hoàng vậy đó. Nhưng mà thật ra là em ăn hành. Chuẩn bị nè. Vô. Vì sao em quá tan nó lẹ. Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người. Trời ơi, bài quen lắm luôn. Nè, nhìn tôi đi, nhìn tôi đi, nhìn tôi đi. À, nhìn tôi đi. Vì sao Khởi My. Ok. Anh tán tán đúng không? Khởi My hát gì ai? Khởi My hát gì? Ca sĩ Hoàng Rapper. Chính xác. Trời ơi, phải nhấn mạnh vậy nha mọi người. Bài hát cuối. Để bên này mình đang dậy. Cái gì? Em không nghe được luôn anh. Từ từ nghe kỹ nha. Đêm phương Nam. Nhớ chưa, nhớ chưa? Lý Ngựa không? Chưa chính xác. Ủa cái gì ta? Đêm phương Nam nằm nghe dòng sông nước chảy. Lạnh quá nè. Bây giờ em yêu, yêu, yêu. Đồng nghĩa với yêu. Ngựa thương nhớ hả? Chính xác, chính xác. Ai hát, giữ mặt hả, giữ mặt hả? Em đâu có biết đâu, bài này nhiều người hát lắm. Đốc cơ. À, Phạm Anh Khoa. Chính xác luôn. Trời ơi, thiệt á, anh không gợi ý cho em là coi như à. Chị Hằng là cái trung thu này theo đuôi cuối cùng của chị Hằng luôn. Trời anh ơi, khổ lắm, ở trên cung trăng làm cái gì có tivi để mà coi. Ủa vậy hả? Không có. Trời ơi, tối ngày hát chị Hằng thỏ nè. Ừ, đâu có biết ca sĩ nào đâu. Dù sao cũng chúc mừng bạn đã vượt qua được thử thách khá là khó khăn này. Và chúc mừng cả hai bạn Cẩm Nhi và Thúy Nga đã có được những nguyên liệu phụ với sự cố gắng của chị Bằng Di. Chúc mừng Bằng Di. Và bây giờ thì nguyên liệu chính và nguyên liệu phụ đã sẵn sàng ở bếp của mỗi bạn rồi. Mà không biết là các bạn có lời động viên nào dành cho chị Băng Di không? Chị quá đáng yêu khi ngày hôm nay đã hết mình vì Nhi và Nga rồi. Nga, thật sự luôn á. Qua cái thử thách này thì chị đã cảm nhận được cái chân tình của một người anh. Một người anh, một người đàn anh trong nghề, một người đồng nghiệp. Dạ, rất là yêu quý chị. Là cái tình cảm của anh đối với chị như thế nào là chị đã hiểu được qua cái trò chơi này rồi. Chị ơi, cố lên. Hai món ăn của tụi em sẽ bù lại. Nghe vậy ấm lòng quá. Hứa nha. Còn bây giờ chú Cụi sẽ ra bên ngoài để massage chân đền bù lại cho chị Hằng. Cảm ơn anh, em tự đi. Lại đi anh nào. Cho em ăn hành nữa. Lại đi nào. Ôi, nhìn cưng quá. Bên đây chắc sushi cơm cuộn đúng không? Còn bên đây là món gì? Tên gọi gì ạ? Đậu hũ xào tôm cay. Đầu tiên xin mời hai bạn gái hãy di chuyển về phía ghế để chúng ta chia sẻ nhiều hơn nào.
theo Băng Di thì mình sẽ thưởng thức món nào trước? Em nghĩ là em sẽ thưởng thức món sushi cuộn trước. Bởi vì món bên đây có khá là nhiều gia vị, nếu em ăn này trước nó sẽ ảnh hưởng tới món này. Đây, mình sẽ thử cái vị nhẹ nhàng trước đi ha. Dạ. Cơm cuộn là rất là quen thuộc rồi, ngại quá thôi. Dạ anh có ăn không? Em mời anh nè. Dạ dạ, cảm ơn. Đó. Rồi, giờ hai anh em mình ăn thử thôi. Dạ, như thế nào nha. Anh xin phép nha, anh xin phép nha. Đây là tác phẩm của bạn Cẩm Nhi nha. Rất là quen thuộc, dễ ăn, có chút xíu tương ớt, còn rong biển, cái độ dày cũng vừa phải, nó không quá dày, nó không quá dai. Với món ăn này thì bạn có muốn dành cho chị Băng Di lời chúc nào không? Cẩm Nhi ha. Em chúc chị ăn món của em có thể dán chồng eo. Trời ơi, dòng eo này chắc... mà dòng eo vậy luôn á em. 16 em, mấy năm 6 nữa. Trời ơi, lần đầu tiên mà em nghe nói là ăn sushi mà dòng eo vậy luôn á. Dễ thương. Rồi tiếp tục nào, gì nữa nào? Dạ hết. Hết. Cảm ơn một cái lời chúc rất là trung thu quá, ngắn gọn của em. Dạ. Vậy bây giờ chúng ta hãy qua cái món tiếp theo. Qua đến món thứ Nga nè cha, cũng đậm đà mặn mà giống như chủ nhân của nó vậy đó. Đây là món dạ đậu hũ xào tôm cay. Tôm cay mà. Ủa này là tôm á em? Dạ đúng rồi. Ủa sao nó bự quá vậy hả? Dạ tại vì cái tôm á là em phải băm nhuyễn nó ra, sau đó là trộn với một ít bột năng á thì mới vo viên được như vậy. Rồi cái phần tôm là phải băm khá kỹ. Rất là kỹ lưỡng. Ăn đi anh. Ở chỗ đợi gì? Anh cứ đợi em mời hoài, em biết anh muốn ăn lắm. Anh thì thích đậu hũ nè. Đậu hũ non. Bạn làm phương cách là xào hay là luộc trước, có đần sơ qua gì không? Dạ đầu tiên là rán tôm trước cho cái phần tôm chín, sau đó là cho gia vị cho nó thấm vô tôm á. Rồi đậu hũ sẽ là lớp bỏ cuối cùng, bởi vì cái này là em dùng đậu hũ non thì nó khá là mềm và dễ bị vỡ nên là phải bỏ vào bước cuối cùng. Đó, rõ ràng là vẫn giữ được cái hình khối ha, rất là đẹp mắt, bản sắc rất là khéo nha. Em thích cái sốt làm khá là ngon. Nhìn có vẻ tây đấy. Với lại cái tôm viên á, nó cũng là tôm nhưng mà mình ăn rất là lạ miệng á. Rất là khác. Vậy có yếu tố mới lạ trong món ăn này. Với món ăn này thì bạn muốn gửi lời chúc gì đến Băng Di? Em chúc chị Di là có một cái món ăn như thế này thì ăn nhiều rau dơ cho đẹp dáng, đẹp da. Hợp lý, kết hợp đúng không nè. Rõ ràng là các bạn ấy đã biết được cái khẩu vị của em, đặc biệt là không muốn chạm quá nhiều về phần thịt và đặc biệt phần mặn, nên cả hai đều gần như hoàn hảo trong cách trình bày và chế biến của mình. Nhưng món ăn nào là món ăn chiến thắng, đó là sự quan trọng. Quyết định kết quả làm sao vẫn giữ được tình chị em trong nhóm nhạc. Cái cơm cuộn của Cẩm Nhi á, làm cho chị rất là bất ngờ. Tại vì trước giờ thì chị thấy là giống như người ta làm cơm cuộn á, thì nó bự. Cái cuộn nó to, ăn rất là ngán. Đúng rồi. Em không ăn được cơm cuộn. Tại vì em cảm thấy quá ngán. Miệng em cũng bé xinh nữa, làm sao mà giống như anh được. Nó thật sự rất là vừa miệng và cái cách trình bày rất là đẹp. Cái món này á, thì là Di lần đầu Di được ăn. Khi mà nghe bạn giải thích thì cảm thấy là rất là đầu tư cho cái món ăn này. Giống như là mình phải làm rất là nhiều cái công đoạn khác nhau để ra được cái tôm viên như thế này. Như vậy thì đội nào được điểm cộng? Thật sự rất là vừa miệng và cái cách trình bày rất là đẹp. Cảm thấy là rất là đầu tư cho cái món ăn này. Di sẽ chọn món đậu hũ xào tôm cay. Chúc mừng Thúy Nga. Như vậy đậu hũ xào tôm cay đã giúp cho bạn chiến thắng ngày hôm nay. Nào, lại đây chia vui nè. Và đây một món quà trung thu rất giá trị giá 5 triệu đồng dành cho người đã thắng cùng với khẩu vị ngôi sao. Xin mời nghệ sĩ diễn viên Băng Di sẽ trao tặng cho bạn Thúy Nga. Dạ, chúc mừng Thúy Nga. Dạ, cảm ơn mọi người ạ. Em ơi, có 5 triệu thôi, đừng. Vậy hả, có 5 triệu ạ? Mất tư cách của nghệ sĩ. Em tưởng 50 triệu. Cái 5 triệu thôi. Xin chúc mừng cho bạn đã được phần thưởng lớn nhất của chương trình ngày hôm nay. Dạ, em cảm ơn ạ. Chúc mừng Thúy Nga. Còn Hoàng Đá Bơ cũng thay mặt cho ban tổ chức đây tặng thêm bạn thêm một phần quà nữa. Dạ, chúc bạn trung thu vui vẻ. Đây, cảm ơn ạ. Cảm ơn em. Đã thuộc về bạn Cẩm Nhi. Chúc cho hai bạn sẽ phát triển mạnh mẽ cùng với nhóm nhạc của mình nhiều hơn nữa. Và sau này chúng ta sẽ có cơ may trở thành đồng nghiệp cùng với nhau. Còn với Băng Di, mong bạn luôn giữ phong độ này nha. Băng Di cũng xin cảm ơn chương trình đã cho Băng Di có cơ hội được tham gia chương trình ngày hôm nay với hai bạn rất là trẻ. Rồi, cảm xúc của Nga như thế nào khi mà giành chiến thắng? Em cảm thấy rất là vui. Một phần vì hai anh chị rất là dễ thương. Cảm ơn bạn Thúy Nga. Còn với Cẩm Nhi, rất là cân tài cân sức nha. Dạ, tình chị em chắc có mình lâu. Trời ghê. Thấy cười có vẻ hơi vượng. Còn trẻ mà biết dằn ghê á. Rồi, cảm ơn các bạn. Em có số điện thoại chị chưa? Dạ. Em gọi đây cái gì lấy 5 triệu mời chị đi ăn. Và chúc cho quý vị sẽ luôn có những không gian ấm cúng cùng với gia đình của mình vào mùa trung thu này nhé. Và quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng tôi vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Khẩu vị ngôi sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình TP.HCM phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.